Xin chào các bạn, đã lâu rồi mình không đi ăn thịt chó nóng ở bên Mỹ rồi. Bữa nay mình sẽ đi ăn thịt chó nóng. Thì để coi bữa nay đi làm gì sớm bạn. Với lại lúc này vì dịch Covid đó, nó đến rồi, cho nên mình không có được đi vô trong. Thì mình đi mấy nhà hàng khác đó, họ cũng cho mình mua để ăn ở bên ngoài thôi, cho nên mình ăn ở đây luôn các bạn nhé. Thì thịt chó nóng này rất là ngon, mình rất là thích ăn các bạn. Bữa nào mà mình giống như là hôm qua thì mình ăn thịt bò beef steak rồi, bữa kia thì mình ăn bánh mì sandwich rồi, bữa kia thì mình ăn phở rồi, bây giờ thì nó thật sự từ mỗi một tuần có 7 ngày không mình ăn này kia. Ôi, long vậy. Ok các bạn ơi, thịt chó nóng ra đời. Còn cái hồng mà dài dữ vậy. Cái này nó khó xảy. Ừ, cái này. Ok. Cái này. Bữa hôm nay mình đi ăn thịt chó nóng các bạn ơi. Rồi. Thì trời ơi, cái mình vô đây mình thích ăn cái cây hot dog. Cái này là đồ Mỹ bạn, nó dài thòn lòn luôn á. Cái cây hot dog Việt Nam có chút téo à, mà cái hot dog Mỹ nó bự và cố luôn bạn. Ăn cái này lòi bằng họng à. Thì các bạn biết không, bây giờ là thời buổi Covid, tất cả những cái nhà hàng á là nó phải ăn ngoài đường như vậy nè, nó không cho ăn ở trong nhà. Nhưng mà cái nhà hàng Sonic này á, nó đi trước thời đại, nó đã bán cái phong cách này biết bao lâu rồi mà
cái ông chủ nhà hàng này ông đi trước thời đại quá các bạn ơi. Ông đi trước thời đại cả mấy chục năm luôn. Thì cái phong cách của nhà hàng này là vậy đó, nó không cho các bạn vô trong, nó chỉ bán ở ngoài thôi. Nhưng mà mấy nhà hàng khác á, thì mãi tới khi có dịch đó họ mới áp dụng cái phương thức này. À, các bạn nhìn nè. Nó dài. Trời ơi. Anh đo cái tay anh coi. Này là gấp 3 lần của mình luôn các bạn. Cái này là hàng của Mỹ Đen, hot dog Mỹ Đen. Đây là hot dog của Việt Nam, thấy bạn thấy một trời một vực không? Một cái là của Mỹ Đen. Cho thử này. Còn cái này là cái này là mấy em sinh viên năm 1. Cái này là A hậu 2. Còn mấy cái này là người mẫu mới vô nghề. Đó, cái này là sinh viên năm nhất. Ngồi ăn ở đây. Hỏi vô trong. Đó, mình có mua 2 ly nước. Nước sinh trùng đó. Cái chỗ này nó bán đồ ăn rẻ lắm các bạn. Còn hơn, người ta hay nói ở bên Mỹ á là ăn bơ thừa sữa cặn. Đây, để mình cho các bạn coi Mỹ, người Mỹ ăn bơ thừa sữa cặn. Quá ngon, quá rẻ luôn. Thì các bạn biết không, tại sao bữa hôm nay mình lại đi ăn cái nhà hàng này một lần nữa cho các bạn coi. Thì hổm gài á, dịch Covid đó là có rất là nhiều nhà hàng phải đóng cửa, tại vì nhà hàng là nó phải bán ở trong nhà hàng các bạn, cho nên nó không có mở cửa cho người ta vô được. Còn nếu mà những cái nhà hàng nào mà muốn bán á thì tụi nó phải để cho những cái người khách đó ngồi cách xa nhau và họ phải bắt đeo khẩu trang. Thì các bạn thử suy nghĩ đi. Bây giờ nhà hàng mà nó các bạn đi ăn các bạn phải đeo khẩu trang vô. Ok. Các bạn không đeo khẩu trang là không vô ăn nhà hàng được, ok. Thì bây giờ mình vô nhà hàng mình ăn thì làm sao mình đeo khẩu trang mình ăn được, thì nhân viên nó nói là ok, bây giờ là anh phải đeo khẩu trang vô. Ok, anh đeo khẩu trang vô đi rồi chị anh mua đồ ăn, chỉ nào khi mà đồ ăn tới anh mở ra anh ăn cái xong rồi anh phải đeo khẩu trang lên lại, ok. Khẩu trang lên lại xong rồi ăn tiếp, ok. Đeo khẩu trang lên lại thì có rất là nhiều người nói chợ hay mở ra tao không đi ăn nhà hàng nữa. Thì không gần những cái chỗ này nè, những cái nhà hàng như vậy là bán rất là chạy các bạn, ok. Thì những cái nhà hàng giống như Sonic này nè, đó họ bán rất là đắt luôn, cho nên bữa hôm nay mình mới quay clip cho bạn coi. Không, vô đây ăn uống là phải thoải mái các bạn, vô đây ăn là không cần phải đeo khẩu trang như chân trời vô mấy nhà hàng kia. Nhưng mà buồn các bạn nhé, tại vì hồi xưa những cái nhà hàng á là những cái bàn nó để kế nhau, bây giờ nó để cái bàn kia ở một góc kia, cái bàn kia ở một góc kia, cái bàn kia ở một góc kia, nó để bốn góc là bốn cái bàn, nhìn nó đều hiu đó bạn, giống như là chùa Bà Đanh vậy đó. Trời, vô nhà hàng ăn mà thấy nó vắng te, nhìn cũng ghê, giống như nhà ma vậy đó. Cho nên nó làm cho người ta không có đi ăn nữa các bạn. Xong khi mà mấy ông chủ mà mở cửa nhà hàng xong rồi, mấy ông thấy cảnh này mấy ông muốn chán nó, trời ơi, mở cửa nhà hàng lỗ mẹ rồi, thôi dẹp luôn. Thì mấy ông chủ nhà hàng đóng cửa để xin tiền chính phủ, nếu mà họ không đóng cửa thì không xin tiền chính phủ được, cho nên mấy ông chủ nhà hàng đóng cửa luôn để xin tiền chính phủ. Ừ.
Rồi bây giờ mình ăn xong rồi mình đóng cục tre lại đó. Thì các bạn biết không, có nhiều người hỏi mình là anh Nhân ơi, tại sao anh Nhân đeo khẩu trang sai. Các bạn biết không, thời buổi này á, ở bên Mỹ là khẩu trang đang khan hiếm, mình phải tiết kiệm. Ok, thì cái khẩu trang này mình đeo một cái, ok, rồi ngày hôm sau mình phải lộn lại, mình đeo cùng chiều, nó hôi mà đã ngược lại. Ok, rồi ngày mai bên này nó khô rồi, bắt đầu mình lại đổi ngược chiều, mình lại mình đeo nữa. Trời ơi, thời buổi này khẩu trang nó mắc lắm bạn, phải tiết kiệm chứ. Đó, bởi vì các bạn đừng hỏi mình anh Nhân ơi tại sao anh Nhân đeo khẩu trang ngược chiều. Cái này gọi mình là thông minh các bạn. Các bạn biết không, bây giờ một hộp khẩu trang nó bán 17 đô la. Hồi xưa một hộp khẩu trang nó bán có 3 đô la thôi. Bây giờ một hộp khẩu trang nó bán 17 đô la, nó cướp cổ mình mà. Trời ơi, bây giờ anh ngu không? Rồi đó, để gì bạc chứ để anh thích nó đó. Mình đó, bây giờ mình đeo đây không đó, thì cái này là phòng chống virus đó. Ngày mai cái con virus nó chết rồi, mình quay ngược lại mình đeo, trời, tiết kiệm được mười mấy đô la các bạn. Bây giờ khẩu trang nó mắc thương vàng đó các bạn. Với lại mình phải tiết kiệm khẩu trang để khẩu trang nó cho mấy bác sĩ xài chứ. Mình xài nhiều quá, mỗi một ngàn cái mấy bác sĩ y tá là sao có khẩu trang xài được, các bạn thấy không? Tiết kiệm khẩu trang. Ok, wow, đi ăn thì mệt các bạn. Đi vô nhà hàng cái nó kêu mình đeo khẩu trang. Hồi bữa kia con bà khách kêu vô làm móng tay, cái bà kể mình nghe, bà nói bữa kia thành phố mở cửa cho đi ăn trở lại, cái mình mới hỏi là đi ăn vui không, mà nó trời gì ra đi ăn chán cái bộ luôn. Đi vô nhà hàng cái họ bắt là phải đeo khẩu trang vô. Cái mình nói bả là ủa gì rồi sao ăn được, thì bả nói là bây giờ cái con nhỏ mà từng con nhỏ bà bè nói là bây giờ bà phải đeo khẩu trang cho tới khi đồ ăn ra. Thì bả nói trời, bả ngồi trong nhà hàng mà bả phải đợi đồ ăn ra đó, đồ ăn của bả ra rồi bả mới được tháo khẩu trang xuống ăn các bạn nhé. Đó, trời ơi, đi ăn gì mệt đó gì. Thời buổi này đi ăn hot dog đó, cho nó sướng. Trời, nãy giờ mới ăn mà còn đây con dạ thòn các bạn. Nó thật sự á. Nó muốn mấy không? Kiếm gì? Nó thật sự với các bạn, mình ăn cái này á, mình chỉ thích ăn cái hot dog thôi à. Tại mình không thích ăn cái bánh mì của nó bạn, bánh mì của nó là không ngon. Ok. Thì cũng đã lâu rồi, một năm rồi mình không có đi ăn hot dog lại các bạn, đi ăn cho nóng lại. Lâu lâu mình cũng phải ăn để cho nó đỡ thèm. Mình thích ăn nhất là cái sốt của nó đó, nó có nhiều nước sốt này nè. Ăn thịt chó nóng của Mỹ. Quá ngon. Thì hồi nãy ở ngoài đây nó có cái máy. Ok, thì mình đậu xe vô, thì mỗi một người đậu xe vô ở đây. Thì đáng lẽ mà mình có thể đút cái thẻ vô đó mình trả tiền cũng được nữa. Nhưng mà có nhiều người họ đút quá cái nó bị mòn các bạn, cái gì mà nó đút nhiều quá nó bị mòn các bạn. Ok, nó đút nhiều, người ta đút ra, đút vô và nó bị mòn các bạn, cho nên cái thẻ của mình nó không work, mình đút vô nó không có nhận tiền của mình à. Cho nên cái em Mỹ trắng em phải đút vô giùm mình các bạn, mình phải nhờ sự trợ giúp của em Mỹ trắng. Ok các bạn ơi, bây giờ ăn xong rồi đi về à. Okay. Bây giờ nãy giờ vợ mình nó còn order cái này nữa. Trời, này là gì đây? Trời, bánh gà. Quá lạ. Cái này bỏ.
xíu bỏ gì. Ok các bạn ơi, bây giờ đi về. Nhà đồ nó không chịch Martin nữa ha. Ừ. Kỳ ghê. À. Không cách thằng đó là chịch Martin thì hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.